Xin chào, mỗi ngày học hỏi thêm một chút. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về suy nghĩ trong đầu của một người tâm thần. Thế thì cái gì mà quá không bình thường, chúng ta sẽ xem nó là kỳ lạ. Còn những người có suy nghĩ không bình thường thì chúng ta thường xem họ là kẻ điên. Tuy nhiên, nếu như gì mà kẻ điên nói là đúng thì anh ta lại là một thiên tài. Giống như trước đây, có những người nói trái đất hình tròn là kẻ điên, rồi trái đất quay quanh mặt trời cũng là những kẻ điên. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định, ở thời điểm đó họ thực sự là những thiên tài. Không bàn về quá khứ, hãy quay trở lại với thực tại. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về trái đất quay, nhưng mình sẽ chia sẻ với các bạn về một người đàn ông. Anh ta tự nhận mình là người đến từ thế giới khác và khẳng định rằng có rất nhiều vũ trụ đang tồn tại. Thực tế thì điều này cũng đang là giả thuyết gây tranh cãi của nhiều các nhà khoa học, chứ ai có thể chứng minh là nó đúng hay sai. Cho nên, một là anh ta chỉ là kẻ điên, ăn nói hàm hồ. Và thứ hai, anh ta chính xác là một thiên tài, có thể biết những điều mà thế giới này vẫn đang mù tịt. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những gì mà anh ta chia sẻ các bạn nhé. Đầu tiên, anh ta cho biết có nhiều vũ trụ đang tồn tại cùng lúc, nhưng lại không phải là vũ trụ song song. Nghe thì có vẻ rắc rối, nhưng hóa ra nó lại khá đơn giản. Hãy giả dụ thế này, mặc dù nó hơi trái đạo đức một chút, nhưng chỉ là giả dụ thôi. Và mình cũng chẳng biết cách nào trình bày dễ hiểu hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn quay về quá khứ 50 năm trước, sau đó lái xe tông tử vong ông nội của mình? Chắc chắn bố bạn sẽ không ra đời, và bạn thì lại càng không. Vậy nếu bạn không được sinh ra, thì ai sẽ lái xe tông tử vong ông nội của bạn? Đây là một nghịch lý. Thế nhưng, theo người đàn ông đến từ vũ trụ khác kia, thì kể cả bạn có quay về quá khứ và tông vào ông của bạn, thì bố bạn vẫn cứ tồn tại và bạn vẫn cứ được sinh ra. Tại sao lại như vậy? Thì đó là bởi vì có vô hạn các vũ trụ đang tồn tại. Nếu ông bạn bị tông ở vũ trụ nào, thì bố bạn sẽ chỉ biến mất ở vũ trụ đó, và bạn cũng vậy. Còn trong các vũ trụ khác thì bạn vẫn được sinh ra và lớn lên bình thường. Chính vì vậy, có hàng loạt vũ trụ với vô vàn các cảnh tượng khác nhau. Có vũ trụ thì Hitler thất bại, nhưng lại có vũ trụ thì Hitler chiến thắng. Có vũ trụ thì người ta vẫn đang ở thời phong kiến, vì cái người phát minh ra máy hơi nước không được sinh ra do bà mẹ bị ngã khi mang thai. Có vũ trụ thì không có bóng đèn, vì cả Tesla lẫn Edison đều có đam mê với bóng đá chứ không thích nghiên cứu khoa học. Và cái vũ trụ mà nhân vật chính của chúng ta được sinh ra, tức là cái vũ trụ trước khi anh ta đến với thế giới của chúng ta, cái vũ trụ đó có trái đất tiên tiến hơn. Nếu như ở trái đất chúng ta có thể di chuyển trên bầu trời với máy bay phản lực sử dụng nguyên lý tăng áp tua bin, thì ở vũ trụ của anh ta, người ta sử dụng thiết bị bay phản trọng lực khi sử dụng hạt hạ nguyên tử, giống như trong các bộ phim viễn tưởng. Nghe thì có vẻ logic, nhưng vấn đề ở đây là những thứ anh ta vừa kể trên, bất cứ một nhà văn tiểu thuyết viễn tưởng nào đều có thể nghĩ ra được. Vậy có gì đáng tin để chúng ta phải suy nghĩ hay không? Tất nhiên là có. Khi chia sẻ về những vấn đề này, anh ta có đưa ra rất nhiều kiến thức về vật lý và lượng tử, đồng thời cũng có giáo sư lượng tử tham gia câu chuyện đó. Thế nên những kiến thức này cũng được kiểm chứng một phần. Mình nói là một phần, không phải anh ta nói cái đúng cái sai, mà đúng hơn là có những cái anh ta nói thì vị giáo sư vật lý có thể xác định được. Nhưng cũng có những kiến thức anh ta đưa ra, vị giáo sư của chúng ta vẫn còn mơ hồ, khoa học vẫn đang tranh cãi, hoặc có cái thì chưa từng nghe tới, chứ không có cái nào là sai cả. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm sao anh ta xuyên thời gian để đến được trái đất? Thì rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, ủa, tự dưng trên thế giới lại xuất hiện một người lạ, không được sinh ra, không được lớn lên ở thế giới này mà tự nhiên lại xuất hiện thì quá vô lý. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Theo chia sẻ của anh ta, thì để đến được trái đất, anh ta đã khai thác tính chất của một thứ gọi là bọt Wheeler. Giáo sư vật lý đã xác nhận là có loại bọt này, rất ít người biết đến nó. Thực tế, nó là những hạt vô cùng nhỏ, nhỏ hơn cả nguyên tử. Mọi tính chất về không gian và thời gian với hạt này là vô nghĩa, bất định. Nó được định nghĩa bởi nhà vật lý John Wheeler. Có điều hiện nay thì các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về cái thứ này. Tiếp theo, để sang được thế giới này, anh ta không sang bằng cả con người, mà việc đầu tiên là sẽ lưu sóng não thành dữ liệu mã hóa. Do sóng não chứa toàn bộ suy nghĩ của một người, nên việc mã hóa sẽ giúp người ta có thể mang suy nghĩ của một người đi nơi khác. Hiểu nôm na thì giống như việc sao chép linh hồn. Khi đã mã hóa được sóng não thành dữ liệu, các dữ liệu sẽ được truyền qua bọt Wheeler đến não của anh ta ở vũ trụ khác. Tiếp theo là dữ liệu được bung ra và anh ta sẽ kiểm soát cơ thể của chính mình ở vũ trụ khác. Đó chính là cách mà anh ta du hành vũ trụ.
hay hiểu đơn giản thì giống như kiểu nhập hồn vậy. Não của chúng ta có phát ra sóng điện từ, tuy rất yếu, nhưng điều đó cũng giúp các vũ trụ hiện đại có thể khai thác để truyền tín hiệu sang vũ trụ khác. Nhiều những thông tin chi tiết về vấn đề lượng tử đã khiến giáo sư vật lý có phần tin anh ta. Đặc biệt, nếu bạn nào hiểu về hiện tượng trồng chập lượng tử, thì cũng như mình tin rằng đa vũ trụ hoàn toàn có thể tồn tại. Có thể trong thời gian tới, mình sẽ làm video chia sẻ về hiện tượng trồng chập lượng tử, cái hiện tượng mà đến thiên tài Einstein cũng không thể hiểu nổi. Như vậy các bạn thấy, nếu người đàn ông kia đúng, thì cuộc sống này thực sự quá phức tạp, có nhiều vũ trụ hơn chúng ta tưởng. Còn nếu không phải như vậy, thì anh ta chỉ là một kẻ điên có nhiều hiểu biết về vấn đề vật lý lượng tử. Bạn nghĩ anh ta là kẻ điên hay thiên tài? Thông tin trong video này phần lớn được chia sẻ từ cuốn sách Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Các bạn có thể đặt mua ở link bên dưới để khám phá nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.